chào các bạn, mình là Phương Nguyễn Thành và ngày hôm nay mình xin giới thiệu một chiếc Mantia Effect mới nhất của Nuix, đó là series MG101. Đây là một cái sản phẩm kế nhiệm người tiền nhiệm là MG100 và phát huy được cái khả năng công nghệ của hãng. Nuix luôn là một cái hãng có rất nhiều những cái công nghệ mới cũng như sản phẩm mới và mức đột phá về âm thanh. Thì ngày hôm nay đây sẽ là video hướng dẫn sử dụng Nuix MG101. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cổng nguồn. Cổng này cắm vào phát là điện là lên luôn, không cần phải công tắc gì cả. Cổng output. Đây là cổng headphone này. Cổng aux in 3.5 này, cả hai đều là stereo. Input và output 6 ly. Cái này rất là cơ bản. Chúng ta sẽ có một cái pedal ở bên cạnh nữa. Cái này thì cái nào nó cũng có rồi đúng không? Màn hình rất là sắc nét. Đây là cả hai cái nút switch up down ấn đồng thời thì chúng ta sẽ có chỉnh dây rất là đơn giản. Nếu như bây giờ trong cái màn hình này nhá, chúng ta đây không phải màn hình cảm ứng nhưng mà chúng ta có thể thấy là hiển thị rất là sắc nét và nó cũng đã sâu chuỗi giống như là các series trước, sâu chuỗi ra một loạt các giả lập được xếp cố định. Cái này chúng ta có thể cũng có thể là thay đổi vị trí của các giả lập này được. Thì bằng cách là như sau, chúng ta sẽ bắt đầu vào chỉnh exit đầu tiên. Ok, là chúng ta bắt đầu can thiệp vào tiếng và đây là cái nút select, nút này là xoay vô cực nhá. Và chúng ta có thể lựa chọn được vào trong từng amp, từng chức năng một. Đây chúng ta nếu muốn di chuyển giữa các effect giả lập thì chúng ta sẽ dùng cái mũi tên này. À, ví dụ như đây là phần amp, đây là noise gate này. Là giới thiệu đúng nhá, noise gate cho anh em còn chưa biết, noise gate là để cắt nhiễu. Tức là những cái tiếng như distortion, à, nó quá nhiều nhiễu thì mình sẽ giảm bớt nó đi bằng cách sử dụng đây. Những cái núm chức năng này. Đó. Để mình giảm đi, nhưng mà nếu như mà mình giảm cắt nhiều quá thì tiếng nó sẽ bị cụt nhá, nên anh em sử dụng cái này nó cần phải hết sức là cẩn thận. Dùng vừa phải thôi, đừng lạm dụng. Đây là compressor. Compressor thì đây nó chính là một cái effect cho cái preamp ban đầu để nén tiếng. Mình rất hay dùng để cho những tiếng clean hay tiếng quạt chả đấy. Chúng ta sẽ có thể lựa chọn bằng cái cách select, bằng cái nút select này các loại, và mình cũng chỉnh bằng ba cái nút này. Tiếp theo nữa đó là phần EFX. Đây chính là một cái phần booster, tức là cái phần boost cho cái preamp này tiếng nó mạnh hơn, bằng cách cũng là xoay cái này. Chúng ta sẽ có nhiều có lựa chọn. Cái chức năng này thì nó sẽ làm cho cái tiếng preamp của mình nó sắc nét hơn và nó có ra những cái tông màu nó khác biệt hơn về amp. Đó. Tiếp theo. Đây là phần amp, phần này rất là quan trọng. Chúng ta sẽ có thêm một cái nút ở giữa này, nút trang, tức là chúng ta có thể chuyển trang được. Đó. Và cứ mỗi một cái núm này thì sẽ tương ứng với lại ba cái núm trắng ở bên dưới. Đó là rất là dễ hình dung, người ta sắp xếp rất là khoa học. Đây là cái giả lập cabinet. Đó. Đó. Giả lập cabinet chúng ta cũng cứ chọn các kiểu thôi. Tiếp. Đây là phần EQ. EQ này thì sẽ giúp chúng ta là chỉnh được mid này, chép này, bass này, với lại cái tần số khác nhau. Ví dụ như là nếu chúng ta muốn solo mà nó được sắc nét thì chúng ta sẽ đẩy cái giải mid lên, đẩy cái giải mid ở giữa lên. Đây thì nó có những bốn trang cơ. Đấy thì chúng ta có thể hình dung. Thì cái bên trái thì thường nó sẽ là phần bass, giữa là sẽ là mid và bên ngoài cùng thì sẽ là phần treble. Đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái EQ này, nhất là khi solo nó sẽ là rất là hiệu quả. Và đây đó là phần effect 1, tức có tiếng như là chorus, vibration, detune, phase, vân vân, vibe, tremolo, tạo màu sắc cho âm thanh. Cái này thì là cái tiếng nhại này, echo này, delay này, có rất nhiều các lựa chọn ở trong đây. Tức là với lại những cái phân khúc giá rẻ này, các đối thủ khác, các hãng khác ấy của Nuix ấy thì người ta, mình cũng chưa đánh giá cao được cái sản phẩm nào mà cho đến hiện tại là có thể
trang bị được nhiều tính năng như thế này. Tiếp theo nữa, đó là phần tạo tiếng vang, tạo vật. Ok, cái này thì anh em có thể lựa chọn được nhiều các tính năng khác nhau để tạo không gian cho cái của mình. Cái phần này thì nó là cái phần kết nối PL parallel position. Cái này hiện tại thì mình cũng chưa chắc lắm, nhưng mà đây ở trên đây thì nó có cái chỉnh cái tần số. Cái này nó sẽ là cái phần mà cài đặt cái âm lượng volume cho pedal này. Rất là tiện lợi. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ có một cái phần nữa, đó là sau khi chỉnh sửa xong tất cả cái âm thanh của mình thì mình có thể ấn nút save. Ấn một lần save, đó chúng ta sẽ có thể can thiệp được đặt tên cho cái sản phẩm đó, và ấn một lần save nữa thì là sẽ lưu tiếng. Muốn thoát ra ngoài thì chúng ta sẽ ấn exit. Ví dụ như này, chúng ta save. Ok, data saving, xong. Tiếp theo đó là cái phần mode. Mode này thì nó là cài đặt đầu ra cho cái thiết bị của cái cục Multi Effect này. Ví dụ như chúng ta có thể là dùng trong studio này, trong sử dụng với lại amp này, amp combo này, stack này. Stack là head với lại cabinet rời nhau, không đóng thành combo. Đây là combo real. Tức là nó cũng có rất là nhiều các lựa chọn. Stack rear, rất là nhiều các lựa chọn khác nhau. Thì thông thường thì như là anh em mình chơi biểu diễn hay là chơi ở nhà cắm vào những các loa khác, thì loa studio thì mình sẽ dùng cái studio direct này. Tiếp theo nữa đó là phần jam. Chúng ta sẽ có cái phần loop ở đây nhá. Loop này. Ok, rất là đơn giản đúng không? Muốn xóa thì chúng ta sẽ giữ clear. Ấn một lần nữa thì chúng ta sẽ ghi được lần. Ấn giữ hai lần liên tục thì là tạm dừng. Ấn giữ chặt thì sẽ là clear, tức là xóa. Đây là phần drum. Tức là khi mà chúng ta vào cái phần jam này thì tất cả những cái này nó sẽ được hiển thị hết lên ở trên các pedal cứng.